屁眼的少年名为亚瑟，他善良正直忠诚，有礼恪守骑士精神。后来国王过世，主教宣称王室墓园中有一柄时钟剑，只有真正的王才能够拔出。前去尝试的骑士们全都无功而返，而路过的亚瑟却轻易将它拔出。这就是拔剑称王。Hello anh em nhá, video này mình sẽ chơi tựa game rút kiếm sinh vương. Vừa rồi đấy là cái intro ở đầu game ấy, cái bối cảnh game. Hiện tại thì game đang trong quá trình thử nghiệm, thì cái bản này là bản mình tải trên chính game. Ui giời, skin được đấy.
Cái này lâu quá để không tăng tốc nhỉ. Thank you.
Trời, ngài đánh vẫn chưa xong cơ. Đi thua. Thank you.
Video này mình dừng đây nha anh em nhá. Bye bye, hẹn anh em trong các video sau.